cái giải này chỉ là những cái sự động viên để khuyến khích cho tất cả các anh chị tiếp tục trong cái công việc của bạn Cây Bình. Nếu mà Cây Bình thích, xin cảm ơn. Dạ vâng, bây giờ là phần trao thẻ hội viên cho các tân hội viên. Kính mời bác đọc cái biệt danh như là tài tử Nhật Bản, thì không biết quý vị thấy bác có giống tài tử Nhật Bản không? Trong Japan Festival mà bác lại đeo cái máy Canon trên cổ nữa thì không có ai mà nói bác là người Việt Nam hết. Thứ hai nữa, tại sao lại tài tử với bác cảm giác bạn trai giống tài tử, thì ra từ đó bác có cái biệt danh là tài tử Nhật Bản. Việt Bảo là hội viên của Hội ảnh Việt Nam Houston được mấy mùa trăng rồi.
Việt Bảo rất là khiêm nhường để nói với các anh chị rằng các anh chị đã đến với hội ảnh Việt Nam Houston là một trong những the best of the best. Xin mời quý vị chúng ta
sau đó sau khi Multi Shop và sẽ có một buổi triển lãm mùa xuân. Mùa xuân tới là xuân gì? Đặc biệt em cũng từ sau đi nữa thì tôi sẽ thông báo và có triển lãm mùa xuân và cũng ở trong khuôn viên chợ Hồng Kông.